Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công điện khẩn gửi các sở ngành quận huyện, yêu cầu vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công điện yêu cầu từ 0 giờ ngày hôm nay, các nhà hàng quán ăn phải nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch, bảo đảm giãn cách chỗ ngồi. điện yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết. Đặc biệt, công điện yêu cầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, các nhà hàng, quán ăn phải bố trí giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi. Nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc những trường hợp không thực hiện nghiêm thành phố sẽ xử lý nghiêm và buộc đóng cửa